chắc là để đóng hoa đẹp nha. Chói mắt quá à. Lễ ma để trang trí cho lễ Halloween. Các bạn, bữa nay mình đưa cả nhà mình đi coi đồ trang trí lễ ma của bên Mỹ nha. Thì cứ tháng 10 là người ta sẽ trang trí lễ ma. Bữa nay mình trang trí nó hơi trễ rồi, còn khoảng 3 tuần nữa là tới rồi. Sẽ làm mấy ông ma nó như vậy thì rùng rợn hơn vậy nữa. Chúng ta vô trong nha. Hồi xưa đi là đem tiền, còn giờ đi là phải đem khẩu trang. Không có khẩu trang cũng mua đồ không được đâu. Hello, hello. Còn đó, đây là trang phục mà chú Hề. Đây cũng là ma luôn. Đó. Ma này đẹp à? Ma này đẹp phải không? Dứt mình. Tất cả những đồ lễ trang phục để bận vô cho ngày lễ ma. Chắc em mua cho anh bộ này nha. Đây là ma chúa. Anh bận vô thành ma chúa luôn. Ôi trời ơi. Tất cả những đồ trang phục cho lễ Halloween đây đó quý vị. Vừa có đồ chơi kiếm kiếp rồi mà kia. Bắt đầu những lễ ma trong đây. Con ma búp bê nè, con ma này mới ghê nè. Đây. Đụng ông nào cũng im re hết vậy. Đó, đây đồ là ma phải không? Cái kia ma bắp nè. Thì ma bí hay ma bắp? Ma chú Hề nữa. Ma không đó. Đó, gì thấy lễ ma không? Lễ ma ở Mỹ rất là vui. Ồ,
Đó, đây là ba bà phù thủy đang đang chế biến thảo dược. Chế biến thuốc độc. Chế biến thuốc độc còn biến người ta, biến người ta thành ma hết. Biến người ta giống vậy hết luôn. Nhai gì vậy? Nhai gì vậy? Nhai gì dữ? Không có hả con? You are đó, đây con là ma sơn. Nhện nó cũng có nhện ma nữa nè. Đó. Đó, đó. Cầm đèn đi. Ban đêm cầm đèn đi kiếm người ta đó. Ừ, bự. Sơ một xe rồi nè. Đó, sơ đầy xe rồi. Đủ loại ma hết rồi gì chị thấy không? Đó. Hôm nay chơi ma lớn. Nguyên chiếc xe nữa nè, nguyên chiếc xe chở xác. Giờ nè. Xương ma rồi bán đầy đủ hết trơn. Bên đây là bán giờ không có gì thì mua, đi mua ma rồi về chơi không ở lên chơi người đó giờ chơi ma. Dữ ghê lắm chứ bộ. Mai mai giờ ma cháu. Các bạn tới giờ ma còn phải đeo khẩu trang nữa ha. Đó, ma đeo khẩu trang. Đeo khí thế luôn chứ bộ. Đây là bí, chỗ này bán còn ít nữa nha các bạn. Mấy chỗ khác đó còn bán nhiều nữa kìa. Này muốn mua về nấu canh hay là mua về chân lấy ma đây. Mua về chân lấy ma xong rồi cái lấy ra nấu canh. Chắc vậy quá. Quá trời bí luôn. Trái to lắm luôn. Đó, chổi đó, nói về chổi. Các bạn nào sợ mấy cây chổi này không? Đừng có tặng nhau cây chổi nha. Nó quét sạch á, lấy máy hút bụi hút cho nó gọn. Mua nhiêu đây đồ? Mua cái thùng này còn lớn hơn cái trân xe nữa. Đó, mua nhiêu đây đồ? Làm sao bây giờ bỏ vô xe nè? Làm sao bỏ vô xe nè các bạn? Ha ha, tóc cái mùi xương. Chỉ còn có cách này thôi. Làm sao mà chất vô xe được? Xe thì bé mà mua đồ thì to. Thiệt tình.
Thôi bỏ An Vương ở lại đi. Bỏ An Vương ở lại đi. Để chở đồ về, bỏ An Vương ở lại đi. Xe cũng ngầu lắm chứ bộ, nhưng mà chở không được chứ bí. Thiệt tình, bây giờ thấy thương. Oh. Hello An Vương. Hu 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 hu. À, cuối cùng cũng chở về nhà được rồi các bạn. Giờ chồng mình hì hục gắn từ nãy giờ chưa xong. Cái chú nhỏ này, chú ma này dễ thương quá. Cha con nó hì hục nãy giờ. Làm cho anh nhỏ này anh vui. Anh nói con lớn rồi con không muốn đi xin kẹo, nhưng con muốn làm decorate giống như là trưng bày thôi, con không muốn xin. Muốn ở nhà cho người ta kẹo. Thì ở Mỹ thì các bạn ở nước ngoài thì biết cái lễ này. Họ trưng bày cái gì nè, trước cửa nhà họ. Đó, cái bảng chocolate. Thank you. Thank you. Phải nói đàng hoàng, nó be nice với người ta nha con. Ok. Đó, đây là cảnh trước cửa nhà của mình nè. Anh nhỏ này anh đi lắc lắm luôn, mình đang quay phim anh lại anh kia rồi. Cảnh trước cửa nhà của mình. Đây là chiếc xe bán tải của chồng mình để đi chợ cỏ. Mà hôm nay chảnh đi mua mấy cái đồ này mà không chạy chiếc xe này. Đi chạy chiếc xe nhỏ xíu đó là mua đồ chắc không được luôn. Bây giờ mình chờ ảnh gắn đèn rồi vô coi nó sao. Trái bí này, trái bự nhất là nó bằng mũ nha các bạn. Thì cái trái này mình xài sang năm mình còn xài lại được. Ba cái trái, bốn cái trái nhỏ kia cũng bằng mũ. Trái bí giả để sang năm xài lại. Còn cái trái bí bên đây là trái bí thật. Trái bí thật đó. Này chắc chưng xong rồi đem vô nấu canh. Hầm bí gì đó, hầm nấu kiểm á. Ăn vô không sợ thành ma luôn. Ăn vô sợ thành ma luôn. Anh nhỏ này giờ anh vui lắm ấy. Đi qua đi lại ghẹo mẹ. Đây là một nàng người rơm. Ma người rơm. Đây là cái thao để mà cho kẹo. À, các bạn cho bắt đầu coi nha, cái thao cho kẹo nha. Đó, dám thò tay vô lấy kẹo không? Bây giờ chưa có kẹo nha, mà nó vậy đó. Ôi, thấy sợ không? Bấm cho mẹ cái đi An Vương. Mẹ thích. I think I ran out of battery. Ok, whatever. Mẹ để dành pin cho con nha. Ok, thì cái hành trình đơn giản thôi, mình cũng làm có mấy món thôi chứ không có nhiều. Cái trái này không á, cái này không á các bạn, là nó đã là 20 đô rồi, tại vì nó có pin á, nên nó bán nó mất chứ. Đó, đây là cho mấy em nhỏ vui nè. Rồi thì cái gia đình nhà mình hôm nay chỉ có vậy thôi, hôm nay đơn giản không có làm gì lớn lao hết. Mình không biết năm nay lễ ma có đắt hay không, hay là bị cô Ly làm cho sợ rồi ma không dám đi nữa. Hy vọng là năm nay người ta dám đi xin kẹo nha.
thì các bạn ơi, cái clip mình cũng dài rồi ha, thì mình xin tạm dừng ở đây. Hy vọng năm nay cô Huy không có sợ làm cho lễ ma sợ, không cho mấy chú ma nhỏ đi xin kẹo. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi vợ chồng mình hết cái clip này nha. Xin chào các bạn, hẹn lại các bạn video tới ha. Bye.